là cái ứng dụng Pinterest, là cái ứng dụng này nó là dạng như nó cung cấp được rất nhiều cái thông tin. Khi mà dạng như em tra bất kỳ một cái từ khóa nào, ví dụ như đây là dạng như một trong những cái ứng dụng mà em thấy rất là tâm đắc khi mà dạng như em học cái vườn rừng, hay là em quan sát được rất nhiều cái từ đây và mình suy luận ra được cái yếu tố về nhân quả và kể cả suy luận và cách làm luôn. Thì ví dụ như em gõ ra bất kỳ cái từ khóa nào đi ở trong cái ứng dụng này tìm kiếm nè. Thì nó sẽ có những cái hình ảnh. Ôi trời, cái mạng nó chậm dữ gì. Anh chị thông cảm đợi chút xíu. Hả? Khoan đã rồi. Anh lại chút xíu anh chuyển qua cái điện thoại của tôi coi. Hả? Không, trong cái hot của anh nó có. Ở trong cái của anh nó có mấy cái tài khoản nó lên nó sẽ dễ ha. Rồi, ok. Ví dụ như em tìm hiện tại bây giờ hay là em đang tìm kiếm về cái từ khóa nè, xin cho biết thì thao chơi đi chẳng hạn, thì nó sẽ xuất hiện ra những cái hình ảnh. Thì từ những cái hình ảnh ấy, nó có rất nhiều cái thông tin, nó cái hình ảnh nó có liên quan về cái xin cho biết này. Thì chính những cái hình ảnh này nè, khi mà em dòm nó em sẽ nó đây là một cái hình ảnh về một cái vùng rừng về tương hợp năng lượng, mà nó xem như theo là cái mô hình mà một mà chúng ta coi á, chúng ta phân tích á. Rồi cái theo là nếu mà các anh chị có thể là lưu cái hình ảnh này trong theo là trong cái bộ nhớ của mình để chừng nữa chúng ta coi. Rồi cái là chúng ta có thể phân tích ra những cái điều kiện này nè, thì ở đây là có cây bạch đàn nè, chỗ này là cây phơi mì nè, trong chính giữa họ trồng rau, có mấy cây đu đủ được kia, thì mình từ đó là mình sẽ phân tích ra được cái là dạng như cái mô hình này là mình có thể học được những gì và mình có thể làm được cái gì từ đó, mà nếu mà trong cái điều kiện của mình thì mình có thể thay đổi cái gì. Rồi cái khi mà em kéo xuống này nè, nó sẽ hiện lên những một đống những cái thứ mà dạng như có những cái tương tự như thế, vài vài hay là dạng như cái mô hình về sinh tố bi chẳng hạn, như ở đây là nó là chuối nè, chính giữa hay là nó kế tiếp thế là nó trồng ngô bắp, rồi chính giữa nó trồng cây cải nè, nó ra sao. Thì chúng ta sẽ lưu vài những cái hệ thống đó, thì ở khi mà chúng ta coi chúng ta cũng có thể áp dụng. Và chính từ việc chúng ta phân tích ra những cái việc này như là em nói, chúng ta học được rất là nhiều, nó học hơn được và nó mang cái tính trực quan hơn rất là nhiều. Vậy mà
Rồi trong đây nó là dạng như đối với cái của em á, là em hay là em làm ra được một số cái chủ đề, ví dụ như hay là cái vườn về vườn gừng tương hợp năng lượng, rồi cái hay là canh tác trên đất dốc, rồi hay là dạng như cái việc hay mà dạng như làm vườn mà theo cái kiểu mà canh tác ở một số cái khu vực hay mà cái khí hậu mà trong cái điều kiện hay mà nó cực kỳ khó khăn. Khoan khoan, không, không phải cái này, để bên này thôi. Thì mình sẽ lưu những cái chủ đề đó. Rồi ví dụ như bên đây em có cái chủ đề về farm xây chẳng hạn, em sẽ có một số cái em tìm hiểu về farm xây thì em sẽ coi nó có những cái hình ảnh nè, em thấy rằng hay là dạng như một số cái hình ảnh hay là quy hoạch cái bố cục của farm xây như thế nào, rồi nó thiết kế các loại cây ra sao nè, cái chỗ này là cái chỗ ngồi và cái loại cây nó trồng xung quanh là nó tạo ra cho mình rất nhiều cái ý tưởng. Mình có thể mình học hỏi từ nó hoặc là mình cải biên tùy thuộc vào cái điều kiện thực tế của mình. Rồi ở dưới đây nó cũng có rất nhiều cái, rồi cái mình suy nghĩ ra coi coi là mình muốn đạt được cái này cần làm cái bước gì. Em bởi vì hay là dạng như đối với hôm bữa mà các anh chị có nghe chia sẻ về cái nhân quả đó thì mình cũng có thể áp dụng nó để cho mình dùng trong cái học này. Đây là một số cái mà em lưu được khi mà em coi, thì một số cái trong đây nó sẽ là một số cái ý tưởng tiền đề để sau này em thiết kế cái phong tây ở đang làm về quy hoạch hồ rồi cảnh quan, rồi ví dụ như một cái bụi hồng đi chẳng hạn, nó thiết kế cái bụi hồng. Rồi cái hình này nó không nhìn gặp rồi. Nó thiết kế về cái việc mà dạng như đơn giản như là cái đường đi này, cái cổng vào đi, nó là cái cổng mà dạng như thực tế ở bên ngoài, rồi cái mình học từ nó mà mình có thể hơn là dạng mình áp dụng nó vào trong cái khu vườn của mình là nó sẽ tạo ra được cái giá trị rất là lớn. Ủa các anh chị thấy không vậy? Có đẹp lắm luôn, đầy tính nghệ thuật. Làm sao nhỏ là coi thật thấy rõ không? Là dạng như cái cách bố trí cái bố cục của nó nữa, chứ không phải là dạng như mình muốn trồng cái bông hồng như thế nào, mình xem xét lại coi dạng như cái bố cục của nó như thế nào nè, dạng như cái bông hồng nè nó không cũng không hẳn là hết, mà phía bên nó có một cái cây hoa nó trắng để nó tô điểm thêm chẳng hạn, rồi nó cũng không phải là nó quá rậm rạp mà nó có một ít thưa, rồi ở dưới nó có thêm những cái bụi nhỏ ở dưới nữa, nó kết hợp nó hài hòa lại với nhau, thì chính những cái điều đó mà dạng như mình cứ coi rồi mình lưu lại rồi mình suy luận ra thì có cái điều gì đó mình thích đó mình cứ làm, mình cứ tải nó dài nhẹ. Rồi cái hàng có cao có thấp, rồi đường đi cong cong quẹo quẹo chẳng hạn. Rồi rồi ok, cảm ơn thử anh. Không có xài trên máy tính, xài trên điện thoại không à, không sao mấy. Rồi kể cả trong đây nè, nó cũng có một cái dạng như anh chị cũng có thể học thêm được rất nhiều cái kỹ năng đó, và nó có rất nhiều cái hình ảnh đây canh tác bên đất dốc mà em thấy nè, cái tấm hình nè, hồi nãy mình trời vừa là họ trồng lúa trên cái việc mà đất dốc, rồi chính giữa họ trồng các loại cây nè, thành nó rất là đẹp. Rồi từ đó mà dạng như mình coi lại, mình coi cho mình có áp dụng được cái gì mình áp dụng, không được thì thôi. Rồi kỹ năng sinh tồn chẳng hạn, em có luôn một số cái về cái kỹ năng sinh tồn, nó rất là trực quan đơn giản mà dạng như mình muốn dùng mà khi nào hết mà dạng như chừng đó hết mà khi mà mình trình chiếu hoặc là mình hướng dẫn cho kể cả nông dân hoặc là bạn bè mình nói đi, thì cái câu chuyện nó sẽ hấp dẫn và nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Rồi đây là nó có thêm dạng như một cái chủ đề nữa mà em muốn nói là các anh chị, hay là nếu có điều kiện chúng ta hãy nghiên cứu về cái này, đó là quy hoạch nông nghiệp. Em dạy cái từ khá nó lên giúp. Là dạng như là đối với cái hệ thống này nè, họ sẽ thiết kế những cái trang trại, nó sẽ có những cái hệ thống mà thiết kế trang trại theo kiểu mà vườn gừng tuân hợp năng lượng hoặc là permaculture, thì nó sẽ có những cái hướng dẫn và thiết kế hổng dài, hay là chúng ta chỉ đi vào cái thiết kế chi tiết thôi, nhưng mà dạng như thiết kế tổng thể là chúng ta chưa có đi. Ví dụ như là dạng như cái nhà là thiết kế ở đâu, rồi cái kho thiết kế ở đâu, cái chuồng gà thiết kế ở đâu, rồi cái khu vực ở ngoài, hay là dạng như những cái khu vực này, hay là dạng như có cái hồ là như thế nào, rồi đường đi ra sao, nó có những cái minh họa. Rồi cái khi đó là mình muốn tìm hiểu là mình có thể nhấp thêm vào những cái dạng như những cái bài viết này, rồi mình hiểu thêm. Và em thấy là tốt nhất là mình nên tìm hiểu bằng những cái từ khóa bằng tiếng Anh thì nó sẽ có rất nhiều thông tin. Rồi mình coi coi ha, là bây giờ dạng như ví dụ như trong cái khu vườn này chẳng hạn nè, cái mảnh đất của mình nó có xem như thế này hay không, mình có thể cần thiết kế cái khu vườn y như thế này hay không, hoặc là những cái trong những cái này nè, khi mà họ thiết kế như thế này nè, mình học ra được cái bài học gì từ đó, mà rồi mình có thể áp dụng được điều gì cho cái khu vườn của mình. Em thấy là cái ứng dụng này là cực kỳ hay, và các bạn mà trong nhóm dự án em cũng có chia sẻ cho ứng dụng này, các anh chị hay là nó có điều kiện thì tham khảo thử cái ứng dụng này. Để coi coi có thêm cái cả việc học bằng tiếng Anh luôn cũng được. Vừa có chữ mà vừa có hình ảnh minh họa rất là sinh động và không có chán như hay là so với học cách học thông thường. Dạ em xin hết. Hay nhờ. Dạ Interest. con em có gửi mấy cái từ khóa đó, hoặc là chị ở nhà thì note lại mấy cái từ khóa đó lên rồi sau đó gửi cho các anh chị. Mà tốt nhất đó là mình nên tự kiếm từ khóa bằng tiếng Anh. Tiếng Anh nó sẽ có rất nhiều thông tin, còn tiếng Việt nó vẫn cho mình vẫn còn sơ sài quá. Còn chỉ cần gần như là một tấm hình từ đó thôi là mình cũng có thể là dạng như mình làm ra được cái buổi một buổi chia sẻ rồi. Rồi cảm ơn các anh chị. Hay quá, Pinterest này hay mà, cảm ơn Tâm. Nó có thể kết nối qua bằng bằng Facebook, Gmail, là cái gì đó, nó có thể kết nối Google cũng được, nó kết nối lẫn nhau nên là mình cũng làm rất là thuận tiện. Rồi các hình ảnh đầu kia hay là mình chia sẻ nó cũng trực quan, mang tính chất trực quan hơn rất nhiều, giờ đỡ đỡ tốn suy nghĩ hay lắm. Dạ Nhiều ảnh đẹp lắm, trong đấy nhiều ảnh đẹp lắm, Pinterest ảnh đẹp căng luôn. dạ rồi rồi em xin phép kết thúc cái buổi hôm nay.